Cái lô này nha quý anh chị, lô này hai mặt tiền đường 9 tỷ và 300 mét vuông đất phun hết thổ cư. Đó, sổ hồng riêng đầy đủ nha quý anh chị. 10 x 30 quá đẹp quý anh chị ơi. Đó, cái cạnh này là ngang 10 này quý anh chị. Đó, nằm cái mặt tiền đường này là ngang 10 này. Và dài vào tận trong kia là 30, quá đẹp, 300 mét vuông đất và 9 tỷ. Thì lô này hiện tại nằm ngay đây là khu dân cư Đông An của phường Tân Nông Hiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương nha quý anh chị. À, một khu dân cư mà hiện tại dân số ở về đây xây dựng nhà cửa cũng khá là đông và dãy trọ thì xây dựng khá là nhiều đây. Nếu mà đi theo hướng này nè quý anh chị ơi, mình đi ra đó khoảng tầm 100 mét thôi là đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn. Đó, di chuyển đi vô ngược lại trong này á, đi vào trong này nha quý anh chị. Theo cái hướng mà điện thoại em đang quay này, đi theo đường này đi vào trong này là khu công nghiệp Tân Nông Hiệp B, rồi là vô khu dân cư Biconsi, vô khu Tứ Hải nha quý anh chị. Còn đi qua bên kia đường nữa là trung tâm y tế Dị An, đâu đó khoảng tầm 800 mét thôi quý anh chị. Đây, cái lô góc này nó quá đẹp luôn quý anh chị ơi. Nó rộng bạt ngàn luôn. 300 mét vuông đất này quý anh chị. Đó, nó dài thăm thẳm luôn quý anh chị ơi. Dài 30 mà. Dài vào tận trong này luôn này. Đó, em đi cho anh chị cùng tham khảo nha. Một vị trí kết nối của cái khu dân cư này cũng rất là thuận tiện. Đó, anh chị mua về đây mà xây dãy trọ như bên này này. Đó, dãy trọ hai mặt tiền này cũng rộng lắm này. Ngang 10 mà. Hay là mình xây kho xưởng. Đấy, xây biệt thự thì quá đẹp. Khu này mà về đây xây dựng thì quá đẹp anh quý anh chị. Đó nha. 300 mét vuông, 9 tỷ nha quý anh chị. Đấy, còn thương lượng và có hỗ trợ vay. Thì nếu quý anh chị mà đang cần tìm cho mình một cái diện tích đất lớn như vậy để phù hợp với công năng mà bấy lâu nay gia đình mình đang tìm kiếm thì có gì tham khảo thêm cái lô này. Đây, đường thông thoáng nha quý anh chị. Đường thông hai đầu này. Đó, đường xe tải thì ra vô thoải mái rồi. Đấy nha quý anh chị, quá tuyệt vời. Đó, ok nha, mặt tiền đây này, mặt tiền này ngang 10 này quý anh chị, 300 mét vuông đất phun hết thổ cư, sổ hồng riêng, quá rộng rãi, quá thông thoáng. Vâng, thì nếu quý anh chị ưng ý, yêu thích thì liên hệ ngay cho em Hiệp theo số điện thoại 0974313794 để em hỗ trợ thêm đầy đủ thông tin liên quan đến lô đất này. Và nếu mà mua bán á, công chứng sang tên chuyển nhượng đăng bộ á, thì em Hiệp sẽ hỗ trợ từ đầu đến cuối cho quý anh chị luôn. Em Hiệp sẽ làm hết tất cả các cái giấy tờ ấy cho quý anh chị đến khi ra tận ra sổ mang trong cá nhân của mình nhá. Em Hiệp chuyên lĩnh vực này nên là sẽ hỗ trợ đầy đủ hết cho quý anh chị cùng tham khảo. Đây nha quý anh chị, câu này đó, chi phí vé má thì anh chị đóng, nhưng mà riêng mà về giấy tờ ấy làm thì em sẽ làm cho quý anh chị từ anh Z từ đầu đến đuôi, làm hết cho quý anh chị. Quá quá tuyệt vời nha quý anh chị, câu này 9 tỷ bạc, 9 tỷ thôi quý anh chị ơi, quá đẹp, 300 mét vuông. Rồi, em Hiệp thì chuyên thành phố Di An và thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, tất cả đều có sổ hồng riêng nha quý anh chị, pháp lý minh bạch rõ ràng. Đấy, mua bán sang tên bất cứ lúc nào anh chị muốn, và đặc biệt là hỗ trợ vay ngân hàng luôn, duyệt hồ sơ nhanh cho quý anh chị nha, làm hồ sơ nhanh cho quý anh chị luôn nha. Đấy, chỉ cần điều kiện là anh chị chứng minh được thu nhập cá nhân cũng như là hồ sơ sạch là được. Còn lại là để em Hiệp lo hết cho quý anh chị. Quá tuyệt vời nha quý anh chị. Nếu anh chị cần yêu thương thì liên hệ ngay cho em Hiệp theo số điện thoại nha, 0974313794 để em hỗ trợ thêm thông tin. Và ngoài ra cũng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, thì cho em thêm một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh để em nói chung là nó có cái động lực các quý anh chị ạ, trong có mỗi ngày hơn để mình ra video thật nhiều hơn đó quý anh chị. Đó, cho quý anh chị cùng tham khảo những cái bất động sản phù hợp với tiêu chí của gia đình mình để mình có thể là mua được miếng đất đẹp đầu tư hay là an cư lạc nghiệp. Đấy, rồi là xin lời, rồi em Hiệp hỗ trợ hết. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.